Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra vụ vận chuyển tàng trữ lâm sản trái phép tại buôn Chư Đờ Răm, xã Chư Đờ Răm, huyện Krông Bông. Trước đó, qua công tác nắm tình hình tại thôn 3, xã Tân Tiến, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện tài xế Hoàng Trọng Vương điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 47A39978 chở theo Lê Quỳnh, đều trú huyện Krông Bông, đang vận chuyển 8 hộp gỗ các loại với khối lượng 0,743 mét khối. Tại thời điểm kiểm tra, Vương và Quỳnh đã cung cấp một bộ hồ sơ để chứng minh nguồn gốc lâm sản. Tuy nhiên, qua đối chiếu hồ sơ, tổ công tác phát hiện có sự sai lệch về kích thước giữa bảng kê lâm sản mà các đối tượng đã mua so với bảng kê lâm sản do các đối tượng tự lập để vận chuyển gỗ khi đi trên đường. Qua làm việc, Vương và Quỳnh khai vận chuyển số gỗ trên cho một người tên Lâm Hùng, trú buôn Chư Đờ Răm, xã Chư Đờ Răm, huyện Krông Bông, và chiếc xe ô tô vận chuyển lâm sản là của Lâm Hùng. Phòng Cảnh sát Môi trường là phát hiện trên địa bàn huyện Krông Bông là có một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng xe ô tô 7 chỗ, tháo các băng ghế sau và vận chuyển gỗ trên xe ô tô 7 chỗ đi từ Krông Bông sang Krông Bách để tiêu thụ. Các cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng á, là các đối tượng là thuê người đồng bào dân tộc thiểu số, thường xuyên là vào những cái khu vườn quốc gia hoặc là những cái cánh rừng sâu là khai thác gỗ và vận chuyển, là cái đường đi lại rất khó khăn. Các đối tượng khai thác không khai thác được số lượng lớn một lúc mà chủ yếu là khai thác xong là gùi hoặc là nhờ trâu kéo về, cũng lách luật mỗi lần vận chuyển là chỉ là vài tấc gỗ để tránh cái việc xử lý hình sự, mà khi bị bắt thì chỉ là xử lý hành chính. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an huyện Krông Bông và các cơ quan liên quan đã tiến hành kiểm tra xưởng gỗ của Lâm Hùng tại buôn Chư Đờ Răm. Xưởng gỗ này hoạt động không có giấy phép. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện bên trong xưởng có 316 thanh, tấm, hộp gỗ xẻ các loại, có khối lượng quy tròn 14,21 mét khối và 63 sản phẩm từ gỗ như đầu giường, đuôi giường, vai giường, kệ gỗ, cánh cửa, mặt bàn tròn, ghế tựa, chân kê bàn. Mở rộng kiểm tra khu vực xung quanh xưởng gỗ, cơ quan công an phát hiện thêm 4 địa điểm tập kết gỗ gồm có 8 mặt bàn tròn, 50 hộp gỗ xẻ các loại, có khối lượng gỗ quy tròn là 6,688 mét khối. Tổng số là hơn 20,9 mét khối gỗ không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm cơ quan công an khám xét hành chính, ông Lâm Hùng không hợp tác làm việc, không cung cấp hồ sơ thủ tục pháp lý của xưởng gỗ cũng như nguồn gốc lâm sản đối với số gỗ tại xưởng và các bãi tập kết xung quanh xưởng.